Dạ xin chào, xin chào ông bà cô chú và các bạn anh chị em nhé. Hôm nay mình cứ đi quay chia sẻ ở ngoài không à, mà mình không có cập nhật cái vườn của mình. Thì nhiều bạn comment vô nói Thúy Hà ơi, quay khu vườn cho xem. Thì hôm nay mình sẽ quay vườn của mình nhé. Kêu mình quay cái vườn thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bây giờ là trước tiên là mình nói cây nho đi. Cây nho mình rất là thương luôn các bạn. Cây nho này hồi năm rồi nó cho mình trái ăn rất là ngon, nhưng mà bây giờ đầu tháng 4 mà nó cho trái quá nhiều luôn. Nè bà con ơi, mê lắm. Mình thương lắm. Vừa hết lạnh nó ra thấy cây nho này nó rất là mạnh nha. Mùa đông nó ngủ cái dây khô queo luôn. Mà mới bắt đầu vừa tháng 4 thôi là các bạn nhìn trái nho của mình coi nè. Thích lắm. Làm vườn rất là cực, nhưng mà khi mà cây của mình nó tốt quá các bạn, nó ra cho trái mình rất là vui luôn. Cái nho này mình trồng được 2 năm. Nhưng mà mình cũng hên đó, mình mua ngay cái loại giống như là cây nho cái vậy đó. Nó rất là có trái luôn. Còn mình có nhiều người bạn á mua nhưng mà về không có trái gì hết trơn á, thậm chí người ta còn phải nhổ bỏ nữa, mà chua nữa chứ. Mà còn nho của mình thì nó rất là ngọt. Ôi thấy mê lắm các bạn ơi, coi nè, nhiều lắm nè, nhiều trái lắm luôn. Mình rất là thương mấy cái dây nho này. Ở đây á là mình có 3 dây thôi đó các bạn đó, có 3 dây thôi ở trên đây nè. Cưng chưa? Trái quá trời luôn nè, trái nhỏ nhỏ thôi, cái này vài tháng nữa thôi là nó sẽ rất là nhiều, nó bự á, cái nó đi xuống vàng á các bạn, thì nó rất là đẹp luôn á các bạn ơi. Nè có 3 giây thôi mà hồi năm rồi á nó còn lùng tịt ở dưới à, năm nay nó cao, nó bò lên thiệt là nhiều luôn nè các bạn. Cái giống này hồi đó mình mua trong Home Depot á, có 10 đồng à. Có 10 đồng, 9 đồng 99, như 10 đồng á các bạn. Rẻ mà tốt nữa. Trồng 2 mùa thôi là có trái à. Còn đây là cây ổi trân châu mình mua ở trên Phương Nursery nha các bạn, cây rất tốt luôn nè. Cái cây, những cái cây nhiệt đới của người Việt Nam mình á thì nó rất là sợ lạnh. Nếu mà bà con á mà thích mua trồng á thì lạnh các bạn phải chịu khó đem vô trong greenhouse, mở đèn. Mở đèn là cũng phải biết canh chăm chăm sóc, mà phải có cái máy đo độ nữa. Chứ cái nóng quá nó cũng chết, mà lạnh quá nó cũng chết nữa. Thì bao nhiêu cái khó khăn mình đã thử qua nhiều lần rồi, thì cây của mình nó đã ok các bạn. Cây tắc ngọt này nó rất là nhiều trái luôn. Nhưng mà mình ra mình làm vườn á, cái nó chín á, cái mình bẻ mình ăn từ 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 từ. Bây giờ nó còn có mấy trái à, để ngắm cho nó đẹp luôn. Còn đây là ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng này được mua trên em mì, được năm nay nữa là 2 năm, em mì nuôi 1 năm với năm nay nữa là 2 năm, mà hy vọng năm nay sẽ có ổi nữ hoàng. Còn cái này là cây cây bưởi này, cây bưởi năm rồi các bạn, mình mua ở trong ở trên em mì 1 cây với tặng chị Yến 1 cây nữa, là 2 cây. Năm rồi mình mua 55 đồng, bây giờ nó ra mấy cái nhánh dưới đây nè, ra được 3 nhánh dưới đây. Còn đây là tắc thì mình bẻ hết rồi nè các bạn, thấy không, cây mãng cầu này mình mua của cô Tươi nè, trời ơi lạnh quá chừng luôn mà em còn sống mình mừng lắm đó, cưng hơn rồi. Quay vô đây một cái đi. Cây chanh. Đây là cây chanh vàng của mình nè các bạn ơi. Nó đang có trái con rất là nhiều luôn. Nhưng mà thường thường á các bạn, nếu như mà chanh nào nó ra hoa nhiều á thì nó cũng đậu một số nào thôi, chứ nó không có thể nào nó mang trái hết nguyên cái cây được hết á. Rất là đẹp. Còn cái này là cây 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 cái gì, chanh cẩm thạch đó các bạn. Chanh cẩm thạch đó. Đó, mình rất là thích cây mãng cầu của cô Tươi nè, nó đang ra lá nè, đang ra lá. Còn cây cây bưởi này là cây bưởi năm gôi luôn.
Thì bởi năm rồi thì bữa hổm mình mua về lá nó rất là sum xê thì mình phải cắt nha các bạn. Mình cắt rồi mình bón phân đó. Như hàng ngày mình chia sẻ đó thì lá non nó ra thì từ từ nó sẽ cho bông nha. Đây, nó đang ra là cái lá non quá chừng luôn. Đây là cũng cây bưởi năm gôi luôn. Rất là bự. Còn cây cóc này thì mình mua ở trên Phương Nursery. Rất là nhiều trái luôn. Cái em này cũng vậy, lạnh là các bạn phải cho em vô nhà luôn nha. Thà nó nóng chứ nó lạnh quá nó cũng chết nữa. Rồi ở trong đây mình rất là đam mê cái trái trái ở đây đó, mình kiếm cái giống trái su su đó đâu có dễ đâu các bạn. Cái mình đi chợ á, mình thấy có con trái su su già, cái đầu mình đem về mình gói giấy báo lại thì bữa nay nó ra lá xum xê hết trơn, mình đem ra mình trồng nè các bạn. Còn ở đây là cây bưởi Biên Hòa, thấy cưng quá chừng. Cây bưởi Biên Hòa của đây nè các bạn, mình nhiều cây quá đó thì mỗi mốt mình sẽ không có lột những cái hiệu của nó ra, cái tên của nó ra nè để mình nhớ. Bữa hổm á các bạn mua về thì lá nó cũng nhiều và nó cũng có hiện tượng có trái con nhưng mà nó không có đậu nhiều nữa các bạn. Thì nó may mắn hình như nó cũng còn thương mình, nó còn lại bay một trái rất là dễ thương hơn đây nè đó. Nó còn trái ở trong đây. Còn ở trên đây nè, giống như cái cây á, mình lặt lá, cắt đọt cho nó xong á các bạn, bây giờ nó ra bông nè các bạn ơi, thấy cưng không? Nè. Đây nè ha, rồi ở đây nữa nè. Nè. Nè chỗ này nè. Ra trời hoa ra luôn cái bưởi này, cái bưởi Biên Hòa. Mùa này mà nó ra bông được vậy đây là mình rất là thích luôn á. Mình chỉ cầu sinh là nó đậu được chừng 4 trái cho mình thôi là mình vui rồi. Cây này rất đẹp luôn. Còn này là cây tắc nè. Cây tắc này bữa hổm nó ra bông sớm quá các bạn, cho nên là trái nó không có đậu nhiều nha. Tự nhiên bữa hổm lạnh mà nó ra quá trời hoa luôn thì nó không đậu nổi. Nó cũng còn nhưng mà nó không có được nhiều. Thì bây giờ nó đang ra lá non thì nó cũng nè, nó đang ra lá non thì nó sẽ có trái lại nha các bạn. Còn đây là cây cây cam ngọt của mình đó bữa hổm. Mình hái quá chừng trái luôn các bạn. Hồi mùa rồi đó mình hái rất là nhiều trái luôn. Năm nay nó ra quá chừng luôn nè. Nhưng mà bây giờ mình quay cho các bạn xem đi rồi để coi cây nó đậu bao nhiêu phần trăm nha. Ra hoa rất là nhiều, trái con rất là nhiều. Nhưng mà nó đậu nhiều thì mình không biết, những cái nhánh này nhỏ 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 gì đây nó đậu sao nổi. Nếu như nó đậu chừng mười mấy 20 trái thì mình cũng mừng nữa. Cái nhánh nhỏ xíu mà siêu mình có ra bông coi nè. Nhà mình cũng trồng y chang như là vườn của anh Nghiệm nha các bạn. Mình trồng cũng mấy cái cây này mình trồng cho đất 10505 đó. Mình bón phân 13 mà nó ra hoa vậy đó các bạn. Nè. Này là cây tắc. Cái tắc này nó cũng đang ra trái con rất là nhiều luôn. Đây. Cưng không? Cái cây này ở trên Phương mình mua mùa rồi nè, trời lạnh dữ lắm luôn đó các bạn. Mà cái giống bưởi Biên Hòa này á, mình thấy nó rất là mạnh nha. Lạnh hồi năm rồi, bão năm tiết quá chừng luôn mà nó còn sống nữa. Cái giống Biên Hòa này rất đẹp. Hy vọng nó cho mình được hai trái cây này cũng được á. Này mình mua trên Phương. Còn cái này là cây kitsu. Thương không các bạn ơi, cái cây kitsu của mình nè, mình thấy trên mạng á là cái cây này nó không có hạt nha các bạn, silet nè. Nó không có hạt mà mình đi tới với hiệu tinh mình tìm mới có nha. Cái cây kia nè nó bằng cái chiếc đũa, nhỏ hơn cái chiếc đũa nữa, nhỏ xíu xíu à. Mà cây này là cây ghép. Nên là nó cũng có trái nè các bạn. Hy vọng nó đậu cho mình được chừng 4-5 trái thôi cũng được. Nó ở trong đây nó có hơi bị nhiều trái đấy. Nè. Nè, đây là kitsu. Mình đi hiêu tinh mình tìm được cây mình rất là vui luôn. Mình ngồi ở trong cái mé này mình quay qua cái cây cóc này các bạn thấy cưng không? Cây cóc này ở trên Phương. Cái giống này mình thấy nó cũng khỏe đó chứ. Bữa hổm trời lạnh quá chừng luôn mà trên Phương cóc vẫn còn tốt đó các bạn. Phương Nursery.
Hồi năm rồi cái vàng nho của mình á, nó thấp chủng á. Năm nay cha mình làm cao lên rồi, mình thích ghê á. Đây bưởi Biên Hòa của mình đây, một em đã có trái rất là nhiều hoa luôn. Cái lý do đó, cái vàng nho của mình hồi năm rồi nó thật là thấp đó, là các bạn biết vì sao không? Ở đây ngộ lắm, đất này, nhà này của mình mà khi mình làm vàng hơi cao quá cái nó khầm len cái city nó xuống á, cái mình sợ quá, cái mình không có dám làm cao. Cái bây giờ hồi năm rồi city tới thì nó nói mày trồng cây thì ok. Cho nên năm nay cha mình nới cái vàng này lên rất là dễ thương, đi nó rất là thoải mái. Hồi năm rồi mình hái trái cây mình đi mình khởi khum luôn á các bạn. Là lý do là có người khầm len á. Cho nên là mình không có dám làm cao. Bây giờ năm nay là cái vàng này mình đi thoải mái luôn. Cha mình rất là giỏi nha các bạn. Cha mình làm vàng cho mình không luôn á, chứ mấy cái này mình là không nổi đâu. Còn ở bên đây nữa nè, năm nay cha mình làm cái vàng bầu cho mình gì đây nè các bạn. À, cha mình từ hồi sáng tới giờ, sáng sớm đi ra ngoài vườn tới giờ luôn. Cái vườn này mà mình đi làm 6 ngày một tuần để kiếm tiền trả bill rồi, thì có cái khu vườn này thì có bàn tay của cha mình các bạn ơi. Mình rất là vui luôn á khi có cái khu vườn mà có cha mình giúp. Rồi phe cây táo luôn. Cây táo này á, hồi bữa hổm á, mùa đông á, mà tuyết nó đóng băng luôn á. Em lấy đồ em bịch em bó nó lại. Mà nói chung ra là nó đậu cũng không được nhiều trái nữa các bạn ơi. Bông rất là nhiều nhưng mà nó ra hoa sớm quá đó, thì nó đậu cũng được một mớ trái thôi. Quay cho các bạn xem cho vui. Nhưng mà có cũng đã mừng rồi, bữa hổm mình tưởng đâu là nó tiêu hết trơn rồi các bạn. Nè. Trái táo đẹp quá. Cây rất là khỏe luôn mà nó đúng là ra hoa sớm nó cũng không có tốt quá các bạn. Thành nó lạnh quá đó. Còn nói về ươm hạt giống á, thì mình thấy á, là giữa cái mình ươm ở trong cái thùng này mình để ở trong nhà, thì các bạn thấy là nó không có tốt bằng cái tự nhiên mình quăng ở ngoài đất luôn á các bạn. Nè, nó cũng lên nhưng mà mình thấy nó không có mạnh bằng. Đó, còn cái này là dây bí gợ á các bạn. Bí gợ nhà mình ăn xong á, quăng cái hạt thôi mà nó lên tốt giống vậy đó. Bí gợ nó dễ lên đó. Với hai nữa mình thấy giải đại ở ngoài sân, ở ngoài phân vậy đó, mà nó lên nhanh hơn là mình ươm ở trong những mấy cái chậu nhỏ nữa. Táo tàu mới vừa hết lạnh thì nó mới bắt đầu ra lá. Cây táo tàu này của bạn cha mình cho. Còn chỗ này là mấy cây hồng. Ở chỗ này mình trồng 3 cây hồng nữa các bạn. Cây hồng này mua ở trong Home Depot nó có 40 đồng một cây à. Mà hồi năm rồi giống như ngay gần tiết á, cái họ còn mấy cây họ bán rất là rẻ luôn. Thì mình đi mua 3 cây luôn các bạn. Cái giống này mình thấy nó rất là đẹp nè. Nè. Trái gì nè các bạn. Trái nguyên một chùm xuống gì đây nè, mình thấy mình thích quá. Thì mình lấy 3 cây. Cây 40 đồng rẻ đó mà cái tán rất là đẹp luôn nè. Đây. Mẹ mình rất thích ăn hồng mềm nữa các bạn. Hơn là hồng giòn cho nên là mình mua mấy cây mình trồng luôn. Tốt dễ sợ luôn rồi. Ôi nó đang có bông rồi các bạn ơi, vui quá. Hồi năm gọi nó xeo nè mà bây giờ có bông rồi nè. Ôi nó cưng quá. Và cây này là cây cherry. Mình mua ở đằng Tea Garden Nursery nữa các bạn. Giống trái đỏ này nè. Cái này mình mới trồng năm đầu tiên. Đó. Năm đầu tiên mà mình thấy nó cũng rất là đẹp. Còn qua đây là cây lựu này được 2 mùa. Cây lựu này cái giống gì em cũng không biết luôn nữa. Năm nay thấy nó cũng ra một số hoa nè. Mà không biết nó có đậu trái hay không thì phải đợi thôi. Đây. Được 2 mùa nha các bạn. Mình thích nhất là cái cây này. Cây táo Chico. Nhầm lúc á, táo mà mua về á, trồng nhiều ông bà cô chú trồng nó cũng không lên á. Thì em mua cái cây này em rất là thích luôn. Mà đem về rất là kỹ luôn. Mình nghe lời anh chủ vườn á, là cái cây này mình mua trên đòn. Anh chủ chỉ làm sao mình về mình không có dám đụng chạm gì tới gốc. Mình làm y như anh chỉ luôn thì
cái cây của mình hôm nay mua về mới có hồi tháng tháng 3 mới có mấy tuần à. Tháng 3 thì anh đem cây về, mình đem về mình trồng thì rất là tốt nha các bạn. Cái này mình bỏ xuống, mình mua về tuần đầu mình bận rồi tuần sau mình bỏ xuống. Bây giờ mình đi mua cây riết đây, mình dễ nhận dạng lắm, cái cây chico á các bạn. Nó giống như dây chì vậy đó, nó cuốn quỳ xuống không nè. Những cái cây khác thì nhánh nó đưa quỳ lên, còn cái cây chico này ngộ lắm, nó đưa quỳ xuống giống như dây chì vậy, nó cong cong quẹo quẹo vậy. Dễ nhận dạng. Và cây này là cây lan. Cây táo lan á là mình đi quay clip cái hai vợ chồng của cô đào ở vườn táo. Đào mà 70 gốc đó các bạn. Là cô thấy mình đam mê quá thì mình chưa có cây này, thì cô với chú cho mình một cây này. Sẵn quay clip đây con cảm ơn cô chú luôn. Cái cây này hồi năm rồi trong cái chậu nhỏ thì mình đem về mình bỏ vô cái chậu này 40 ga lông nha các bạn. Nó đang có hoa nè. Cho nên ở đây mà các bạn nào mới mua nhà mà khu mới á, mà không có chỗ trồng thì các bạn vẫn trồng trong chậu nha. Mình mới bỏ vô có mấy tuần thôi nè mà nó ra hoa nè các bạn. Nè nè, những cái hoa táo nó đang li ti đi ra. Chân chỗ này là cái cây cây đào á các bạn. Cây đào này là tên của nó là nectarine. Cái giống này rất là ngon. Cái giống này là mình hỏi của bạn Tân với bạn Tri Nà chỉ cho mình mua. Năm nay mới mua về luôn á các bạn. Thì hiện tại giờ trên cây nó được hai trái nhưng không biết có ăn được hay không. Này mình trồng mùa đầu tiên. Còn cái cây thứ hai này á là mình trồng năm nay được hai mùa, mình đi vô trong chợ Mỹ mình mua có 26 đồng mà nó rất là vô tình luôn á. Nó vô tình có cái là mình mua thì mình vô mình thấy cái cây đào á thì mình mua thôi chứ mình không biết cái giống nó ngon hay không. Mà mình hên các bạn ơi. Mình hên có cái là cái cây này nó giống với cái tên của các bạn kia chỉ mình luôn các bạn, thì mình trồng được hai mùa. Nhưng mà trái rất bự à. Đây. Nó lạ lắm. Những cái cây đào của người ta đó giờ này mới ra bông mà cây đào của mình nó có 9 trái các bạn. Nhưng mà nó ra rất sớm luôn, hôm nay nó bự gì đây luôn nè các bạn. Nó ra rất sớm. Hình như nó thấy mình cực quá, nó cho mình ăn 2 năm rồi nè. Nhưng mà tại vì mình không có, nè các bạn mua nè, ở trong chợ Mỹ có 27 con bạc à. Mà hên với cái cây này mình không có lột cái tên nó ra. Cái cây này là cái cây nectarine, nó có hai loại, một loại trái chùm với một loại trái thưa. Nhưng mà mình vô tình mình lấy thì sao mà hên quá, một cây trái thưa rồi một cây trái chùm luôn. Rất là đẹp luôn. Ở dưới cái gốc này một trái nữa nè, vui lắm. Sáng bữa nào cũng ra dòm hết trơn các bạn. Còn đây là cái cây táo này á, là bữa hổm mình chia sẻ mình trồng ở trong cái chậu 100 ga lông này các bạn. Thì cái chậu này nó bự quá, cái mình không có để nó trống á, mình mua củ hành mình bỏ vô nè. Mèn ơi, bữa hổm mình trồng một lượt với luôn mà bữa nay nó tốt rồi nè các bạn. Cái mình ăn cà đó, mình lấy cái đất nhà bếp đó, bây giờ cà nó lên trong đây quá chừng luôn nè. Mấy cây cà nó mọc đại vậy mà nó tốt thấy sợ luôn. Cái cây này hình như là cái cây này là cây sugarcane đó, bữa hổm mình chia sẻ đó. Bữa nay nó đang có bông nè, trồng trong chậu nó vẫn có trái nha các bạn, nó vẫn có trái bình thường nhiều lắm luôn nè. Nè trái con đang ra quá chừng luôn. Ở đây có nhiều anh chị là không nghĩ trồng trong chậu nó sẽ có trái nha, trong chậu nó vẫn có trái bình thường nha các bạn. Nè nó đang ra hoa quá chừng luôn á, nhiều lắm luôn á. Rồi mình sẽ khoe cái chỗ này luôn. Cái chỗ này là hồi năm rồi là cái vàng bầu của mình đó các bạn. Thì đất nó rất là thấp, trồng cây nó không có tốt gì chưa. Thì năm nay cha mình cũng đã làm cho mình một cái vàng nó rất là cao luôn các bạn. Cha đóng lên 2 tấm gián luôn. Thì mẹ mình thì rất thích ăn cây sung và trái sung. Thì mình đi chi tìm những cái loại sung ngon về mình trồng ở đây nguyên một hàng là không sợ chết luôn các bạn. Lên đó khoảng 5 tấc luôn đó. Cái dòng này mình làm lên rất là cao luôn. Mà mới vừa đầu tháng 4 mà cây sung quá trời tốt nguyên cái hàng này. Hy vọng năm nay sẽ có trái cho mẹ mình ăn. Thì mình cũng không có để đất nó trống nữa. Thì cái dòng này nó quá nhiều đất, quá nhiều phân. Thì ngay chính giữa đó các bạn, mình tận dụng nó là ngay chính giữa mình trồng nguyên một hàng sung.
thì ở dưới đây xung quanh này mình sẽ bỏ cà chua. Ồ, cà chua của mình bữa nay trái thấy cưng đó các bạn ơi, thấy cưng hết sức rồi. Rồi những cái đó đó là gác nhà bếp mình bỏ lên đó các bạn. Đó. Cà chua em trồng từ đây lại tới đằng kia là cà chua là nửa dòng, còn nửa dòng ở đằng kia nữa thì mình trồng cà dài á các bạn. Nhưng mà cái cây cà dài á nó chưa có phát triển bằng cây cà chua. Cây cà chua của mình là tốt quá chừng luôn nè các bạn. Nó giống mình, nó lùng tịt rồi trời. Trái chín thì cưng hết biết luôn rồi. Nè. Cái này là niềm vui đó các bạn ơi. Nè, nhiều cây có trái lắm rồi. Mình chưa có thời gian á, mình có thời gian mình phải tỉa mấy cái này nè cho nó cao lên, cho nó đừng có tùm nữa các bạn. Chỗ này trái quá trời luôn nè. Cưng không? Mình quay cái chỗ này cho mọi người xem nè, giống như mình ươm hạt á, mình hả nhìn nó từng ngày á thì nó lâu lớn. Mà còn cái này nè, mình ăn xong mình quăng đại vô trong cái gốc cây mà các bạn coi nó tốt coi nè. Coi nè. Quá trời quá đất luôn, còn tốt hơn những cái cây mà nhà vườn người ta ôm luôn. Cho nên là bà con mà có gieo hạt giống á, lạnh hơi lạnh không lạnh gì các bạn cứ quăng ra ngoài đại đi. Nó ra còn tốt hơn mình ươm nữa đó các bạn. Giống bầu dài của bạn Vi Cường cho mình. Mình ươm thì hôm nay nó được ba lớn này nè. Cái này cái công của bạn từ trên kia chạy xuống cho mình, cho nên là cái bầu này mình thấy nó lên mình rất là mừng luôn. Để lấy cái giống của bạn Vi Cường cho. Còn ở bên này là hạt mớp dài, sao mình ươm nó không lên các bạn ơi. Mớp dài khó ươm quá à. Còn đây là hai chậu thanh long rất là dễ thương. Qua wow, một cái mùa đông mà hai em vẫn còn gì đây, rất là mừng. Đây là cái thùng cha mình gãi xà lách vô thì hôm nay á, các em rất là nõn nà, rất là đẹp luôn. Nhìn cái muốn ăn bánh xèo dễ sợ luôn à. Rồi còn cái chỗ này là cây bưởi. Cây bưởi mùa này mà nó còn hai trái rất là thấy cưng. Để ngắm. Nhưng mà em còn trái, nhưng mà các bạn nhìn nè, cây bưởi của mình nè, mình bón phân rồi, nó ra hoa quá chừng luôn nè. Nè, rất là nhiều hoa luôn. Đây, lên tới trên đây luôn các bạn ơi. Vui lắm luôn. Cây của mình hình như là nó biết nghe mình nói hàng sao, nó hiểu được cái công của mình á. Cho nên nó ra hoa ra trái rất là thấy cưng luôn. Nè, thôi mình nội lại. Nãy giờ mình đi quay vòng vòng với mình ươm mấy cái hạt giống á, mình tỉa mấy cái lá cho cây. Bây giờ á, em vô em đi làm nha các bạn. Clip chia sẻ về khu vườn của đến đây em xin dừng clip. Chúc ông bà cô chú và anh chị và các em có nhiều sức khỏe nha. Xem clip thư giãn. Thank you. Bye bye.